Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 5 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Xã Bình Tiến, huyện Phù Cừ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ký ức của chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ qua ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên nhân kỷ niệm 69 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 44 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025. Lực lượng công an tỉnh quyết liệt ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn ma túy tại khu vực dự án xây dựng đô thị tại các huyện Văn Giang, Văn Lâm. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay xã Bình Tiến, huyện Phù Cừ tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đến dự có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Đặng Ngọc Quỳnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Từ năm 2011 đến năm 2022, xã Bình Tiến huy động trên 253 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, 100% các tuyến đường trục xã thôn, đường ngõ xóm được bê tông hóa, trải nghiệm áp phan, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, các trục đường liên thôn, liên xã được trồng hoa, cây xanh tạo diện mạo nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp. Tỷ lệ người dân hiện phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn và áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt trên 93%. Là một người con của quê hương Bình Tiến mà ngày hôm nay là ngày đón nông thôn kiểu mẫu, chúng tôi rất vinh dự và tự hào về quê hương của mình. Quê hương mình đã có rất nhiều đổi thay so với những năm mà tôi còn bé và học tập ở quê, nên là thấy là địa phương đã thay đổi rất nhiều. Điện đường trường trạm là phát triển nên thay đổi ra một cái cảnh quan mới và tôi rất mừng về điều đó. Địa phương đã chỉ đạo xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế, mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao. Xã Bình Tiến hình thành 8 vùng sản xuất hàng hóa tập trung với tổng diện tích trên 256 ha, chiếm trên 91% diện tích đất canh tác của toàn xã. Trong đó có gần 22 ha vải được chứng nhận Việt Gáp và gần 13 ha vải sản xuất theo tiêu chuẩn OTAS. Xã đã có 3 sản phẩm được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt OCOP. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 70 triệu đồng một người trên năm. Kiểu mẫu về tổ chức sản xuất thì chúng tôi tiếp tục tập trung tuyên truyền vận động nhân dân là mở rộng cái diện tích chuyển đổi trồng cây vải lai và ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng vào thâm canh cho cây vải lai tăng năng suất và chất lượng. Song song với phát triển kinh tế, văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển mạnh, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa được toàn dân hưởng ứng tích cực, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm thực hiện tốt, hệ thống chính trị luôn vững mạnh. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất năm 2022 tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Tiến, trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng nhân dân và cán bộ xã Bình Tiến vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Tiến đã đạt được, đồng thời yêu cầu thời gian tới, Đảng bộ và chính quyền địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động, tích cực tham gia nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời phát huy tốt công tác dân chủ cơ sở với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân hưởng thụ. Tập trung đẩy mạnh sản xuất, đẩy mạnh hợp tác liên doanh liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm, xây dựng nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả cao, phát triển đa dạng sản phẩm OCOP nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược mà đỉnh cao là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, cùng với các địa phương trong cả nước, quân và dân Hưng Yên đã hăng hái đóng góp sức người sức của cho chiến trường, đồng thời tích cực xây dựng lực lượng triển khai chiến đấu tại địa phương. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng buộc thực dân Pháp phải ký kết Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương 21 tháng 7 năm 1954. Trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, bạn đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ, cùng với quân và dân cả nước, quân và dân Liên Khu 3, khu Tả Ngạn, trong đó có các lực lượng bộ đội, dân quân, du kích Hưng Yên đã chủ động tiến công và tiến công giành nhiều thắng lợi. Quân và dân Hưng Yên đã cùng quân dân đồng bằng Bắc Bộ tiêu diệt hơn 4.000 tên địch, tiêu diệt bức rút, bức hàng, 250 vị trí bắn rơi phá hủy,
82 máy bay, thu và phá hủy nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh, chủ động phối hợp với chiến trường chính tiêu diệt nhiều sinh lực địch, giải phóng nhiều vùng, giam chân lực lượng cơ động lớn, không cho địch tập trung ứng cứu Điện Biên Phủ, cung cấp nhiều nhân lực, tài lực và lực cho chiến trường, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Thưa quý vị và các bạn, ngày này cách đây 69 năm, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, giải phóng hoàn toàn miền Bắc. Nhân kỷ niệm 69 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2023, chúng ta cùng ôn lại chiến thắng hào hùng của ông cha ta qua ký ức của những chiến sĩ đã trực tiếp tham gia chiến dịch lịch sử 56 ngày đêm. Cụ Phạm Văn Phước và cụ Phạm Văn Uy là hai trong số 10 chiến sĩ ở thôn Vương Tòng, xã Hùng An, huyện Kim Động đã trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến dịch Điện Biên Phủ. Cả hai cụ đều đã ở tuổi ngoài 90, nhưng cứ vào ngày đầu tháng 5 lịch sử, các cụ lại tìm đến với nhau, cùng nhau nhớ lại những ký ức, những ngày chiến đấu gian khổ. Năm 1952, khi vừa tròn 19 tuổi, cụ Phạm Văn Phước đã xung phong nhập ngũ, được biên chế vào Trung đoàn 174, Sư đoàn 376, Binh chủng Bộ binh. Sau đó, vừa huấn luyện, vừa hành quân lên Tây Bắc chuẩn bị cho chiến dịch. Tham gia từ những ngày đầu chiến dịch, cụ Phước không thể nhớ hết mình đã trực tiếp đánh bao nhiêu trận, tiêu diệt bao nhiêu kẻ thù. Nhưng với trận đánh cuối cùng, đánh chiếm đồi A1 thì cụ Phước vẫn nhớ như in, bởi tại đây cụ đã phải chứng kiến sự hy sinh, sự máu của nhiều đồng đội. Tối hôm mùng 6 ấy, là đơn vị công binh đã đào xong hầm ngầm ở đồi A1, thì chúng tôi được báo là đột phá đồi A1. Sắp đổ, thế chúng tôi lui về đằng sau để cho bộc phá đổ. Thế thì khoảng độ 8 giờ 8 rưỡi thì bộc phá đổ. Thì đánh sập hầm ngầm đội A1. Từ bấy giờ trở đi là các mũi đều đồng loạt xung quanh đánh chiếm từng ngách hào, từng ngõ cốt của địch. Chúng tôi bắt sống được khoảng độ hơn dặm tên. Là đội A1. Chúng tôi làm chủ. Còn đối với cụ Phạm Văn Uy, khi được biên chế vào thuộc Trung đoàn 675, Sư đoàn 351, có mặt đất đã chứng kiến bao khó khăn gian khổ, sự vất vả hy sinh, khí thế quyết tâm của bộ đội trong quá trình kéo pháo vào rồi lại kéo pháo ra. Trên đầu thì pháo binh nó phản pháo, dưới đất của mình phải khênh pháo, vai rát chứ phải bỏng, nhưng mà vẫn cố gắng. Đi bùn đi nước thì thế này thấm bùn xong mặt nó khô, hôm sau lại tiếp tục tôi là cứ mặc bộ quần áo thôi, không có thời gian giặt. Ăn uống thì nó bây giờ chủ yếu là gọi là mắm kem rau cỏ, không có mỗi một cái khó khăn lại vượt qua thì lại nó lại có một niềm tin chiến thắng. Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, cả hai cụ lại tiếp tục tham gia chiến đấu, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau đó, trở về địa phương, tiếp tục tham gia công tác hội cựu chiến binh, bí thư chi bộ thôn. Mỗi người một binh chủng, một vị trí chiến đấu khác nhau. Song những người chiến sĩ Điện Biên đều chiến đấu quên mình với quyết tâm giành chiến thắng. 69 năm đã trôi qua, các chiến sĩ làm nên chiến thắng người còn, người mất. Nhưng ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện lịch sử giải phóng Điện Biên vẫn mãi mãi là bản hùng ca bất diệt của quân và dân Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chiến dịch Điện Biên Phủ 69 năm trước, nhiều người con Hương Yên đã cống hiến tuổi trẻ, công sức, thậm chí máu thịt của mình để góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến tranh qua đi cũng có không ít người con quê hương Sư Nhãn cống hiến trí tuệ, công sức của mình để góp phần xây dựng mảnh đất lịch sử Điện Biên thêm no ấm, giàu đẹp. Câu chuyện về một gia đình ở xã Tân Châu, huyện Khoái Châu đang phát triển vùng trồng cây ăn quả tại huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên sẽ cho thấy điều đó. Khi khảo sát cái địa bàn ở đặc biệt Điện Biên thì thấy được cái tiềm năng đất đai cũng như là cái điều kiện khí hậu trên này là rất phù hợp phát triển cây ăn quả. Xuất phát như vậy, chúng tôi quyết định đầu tư gần 30 hectare để làm cái điểm thứ nhất là khảo nghiệm giống, và thứ hai nữa là tạo thành cái mô hình để bà con chung quanh đây có thể đến học tập kinh nghiệm làm vườn và sau đó để phát triển kinh tế cho gia đình. Anh Toàn chính là con trai cả của bà Đỗ Thị Vừng ở thôn Mãn Hòa, xã Tân Châu, huyện Quảng Châu. Người 20 năm qua đem hàng triệu cây giống đi trồng ở nhiều vùng trên cả nước. Trong phim tài liệu Vừng ơi mở ra do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sản xuất và đoạt giải tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 41 vừa qua.
Từ truyền thống trồng cây giống của gia đình cùng kiến thức kinh nghiệm công tác nhiều năm tại Viện Nghiên cứu Rau quả Việt Nam, từ 3 năm trước anh thực hiện thành công 9 loại cây ăn quả trên đất dốc ở bản Nong Háng, xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Thành công này mở ra hướng đi mới cho địa phương, có thể chuyển sang trồng cây ăn quả hữu cơ tập trung thay vì trồng vườn tạp, trồng cây lấy gỗ giá trị thấp như trước. Giai đoạn tới là chúng tôi sẽ phát triển khoảng độ 10.000 hecta cây ăn quả là mít để phục vụ cho cái nhà máy sơ chế chế biến của chúng tôi. Chúng tôi đang có hướng là sẽ dùng rất nhiều cái nguồn vốn khác nhau để xây dựng cái vùng nguyên liệu. Trong năm 2023 này sẽ xây dựng được khoảng từ 500 đến 1.000 hecta cây ăn quả trên địa bàn Điện Biên và Sơn La và Lai Châu. Thì như vậy là nếu như giải quyết được cái đấy là tạo được công ăn việc làm cho bà con, và đặc biệt là cái sản phẩm đấy là chúng tôi sẽ liên kết và bao tiêu hết. Dự định táo bạo này không chỉ làm giàu cho chính mình, tạo công ăn việc làm cho một số đồng bào vùng cao tỉnh Điện Biên, mà quan trọng là sẽ đem đến sinh kế lâu dài cho bà con, mở ra hướng đi mới, thay thế thói quen canh tác cũ để có thể vươn lên làm giàu. Riêng trồng mít, cây trồng dễ phát triển nhất ở đây, cũng có thể giúp bà con thu từ 150 đến 200 triệu đồng ngay trong những năm đầu thu hoạch và tăng đến 300 triệu đồng từ năm thứ ba trở đi. Vấn đề là phải vận động bà con thay đổi được tập quán canh tác nhiều đời nay và làm theo để tạo được vùng nguyên liệu rộng lớn. Từ trước đến giờ thì ở địa phương thì chỉ trồng cây xuống để là cắm cây xuống đất thì để đến khi nào có quả thì thu hoạch thôi. Nhưng mà đến bây giờ thì đúng thực sự là áp dụng kỹ thuật vào trồng cây thì là một vấn đề mà ở địa phương tới đây phải học hỏi rất là nhiều. Câu chuyện của gia đình anh Toàn là đại diện tiêu biểu cho cộng đồng trên 500 hội viên Hội Đồng Hương Hương Yên tại Điện Biên đang ngày càng đóng góp cho sự phát triển của tỉnh bạn trên nhiều lĩnh vực. Ngày 6 tháng 5, Chính phủ ban hành nghị quyết số 73 về việc ủy quyền quyết định giá đất. Theo đó, Ủy ban Nhân dân cấp huyện được quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân cấp huyện được quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân. Cấp huyện cũng được xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình cá nhân, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân cấp huyện còn được quyết định thành lập hội đồng thẩm định giá đất. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành mùng 6 tháng 5 năm 2023 và thực hiện đến khi luật đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua thay thế luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành. Nhằm đẩy mạnh thực hiện và hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, đồng thời thúc đẩy thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công hàng năm và năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành công văn số 1046 về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 44 ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể cơ quan cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện thị xã thành phố theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực phạm vi quản lý chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, bảo đảm việc lập, thẩm định quyết định chủ trương đầu tư, quyết định dự án đầu tư theo đúng trình tự thủ tục, thẩm quyền và quy định của pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy hoạch đất đai tài chính, ngân sách nhà nước, xây dựng giao thông, khẩn trương rà soát hoàn thiện quy hoạch liên quan, bảo đảm hoàn thành thẩm định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trước ngày 30 tháng 6 năm 2023, quyết định dự án đầu tư trước ngày 31 tháng 12 năm 2023, hoàn thành phân bổ vốn đầu tư công, kiên quyết không để tình trạng có vốn mà không phân bổ trước ngày 31 tháng 1 năm 2023, hoàn thành phân bổ vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 cho từng dự án, tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, nghiêm cấm chia nhỏ các gói thầu trong các dự án để vụ lợi gây thất thoát, giảm hiệu quả đầu tư, kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu có hành vi vi phạm pháp luật, rút ngắn thời gian triển khai thi công các dự án đầu tư gắn với bảo đảm chất lượng công trình, thực hiện tạm ứng, nghiệm thu thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn theo quy định và ngay khi có khối lượng công trình, kịp thời xác định thu đúng, đầy đủ, kịp thời các khoản thuế, thu tiền sử dụng, tiền thuê đất theo quy định, tạo nguồn vốn thực hiện các dự án, nhiệm vụ của kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và hàng năm.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những thành tựu nổi bật của tỉnh Hưng Yên trong những năm qua là lĩnh vực phát triển kinh tế, với điểm sáng là thu hút dự án và đầu tư từ một tỉnh sau tái lập với số lượng doanh nghiệp vừa ít vừa nhỏ về quy mô, thì đến nay Hưng Yên đã trở thành địa chỉ hấp dẫn doanh nghiệp và đầu tư. Ngay sau khi khởi công xây dựng cụm công nghiệp Minh Khai tại huyện Văn Lâm với số vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, chủ doanh nghiệp này đang tiếp tục trình chính phủ để hoàn thiện thủ tục đầu tư tiếp một khu công nghiệp rộng 250 ha với số vốn khoảng 3.000 tỷ đồng để thu hút các dự án thứ cấp và đầu tư. Luôn luôn nhận được cái sự ủng hộ và chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh và Ủy ban dân huyện Văn Lâm ở đây thông qua các cái chỉ đạo là đưa cái dự án nó vào cái trọng điểm, nên là cũng được chính quyền ủng hộ và nhân dân cũng hết sức là chia sẻ để thực hiện cái dự án này. Sau hơn một năm xây dựng nhà xưởng tại khu công nghiệp Minh Quang, thị xã Mỹ Hào, công ty cổ phần Thung Lũng Vân Hồ chuyên về logistics đã sớm đưa nhà máy đi vào hoạt động. Và đầu tư, doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ phía các cơ quan quản lý nhà nước các cấp tỉnh Hưng Yên. Về đầu tư tại địa phương thì cũng được sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành về các cái thủ tục đầu tư cũng như là trong quá trình xây dựng dự án thì cũng rất là thuận lợi và cũng được tạo điều kiện khá tốt. Với phương châm chính quyền kiến tạo đồng hành cùng doanh nghiệp, những năm qua tỉnh Hưng Yên đã không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Năm 2022, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh CPI tăng 25 bậc, xếp thứ 14 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI đứng thứ 11 cả nước. Đây là những con số biết nói, khẳng định sự hài lòng của doanh nghiệp khi chọn Hưng Yên để đầu tư. Chỉ số CPI của tỉnh từ tăng vượt 25 bậc lên thứ 14 so với 16 tỉnh 3 tỉnh thành. Thì tôi nghĩ đây là một tín hiệu rất vui đối với cộng đồng các doanh nghiệp trong khu nghiệp. Và đặc biệt là đối với các cộng đồng các doanh nghiệp trong khu nghiệp Minh Quang thì rất là phấn khởi. Đây là một cái tín hiệu rất là tích cực để cho các nhà đầu tư an tâm đầu tư vào khu nghiệp và cũng như đầu tư vào tỉnh Hưng Yên. Từ một tỉnh sau tái lập năm 1997 với cơ sở hạ tầng yếu, kinh tế chậm phát triển, doanh nghiệp nhỏ bé cả về số lượng và quy mô, đến nay Hưng Yên đã vươn lên trở thành tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm cao nhất cả nước, địa chỉ hấp dẫn doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đến đầu tư. Đây là sự khẳng định niềm tin của doanh nghiệp với mảnh đất vốn nổi tiếng với câu ca thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an các huyện Văn Giang, Văn Lâm đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ quyết liệt ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn ma túy tại các khu vực dự án xây dựng đô thị. Trong 6 ngày, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 năm 2023, lực lượng Công an đã phát hiện 9 vụ 25 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý hành chính 81 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, đưa 74 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy bàn giao về địa phương nơi cư trú để quản lý theo quy định. Tính riêng trong ngày 4 tháng 5, kiểm tra hành chính số người lao động mới đến làm việc tại khu đô thị Dream City và khu đô thị Đại An đối với 46 trường hợp đã phát hiện xử lý hành chính 41 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường rà soát thống kê quản lý người nghiện, nghi nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức đưa các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy về địa phương nơi cư trú, tăng cường nắm tình hình, quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.